Anh Trung ơi, em rất cảm ơn anh đã ủng hộ mua cây cho em mấy đợt vừa rồi. Hôm qua em có nhìn thấy anh gửi cho em cái video quay cái nhà mới ấy, anh xây cho bố mẹ anh ấy. Thì uh, anh có yêu cầu là nhờ em thiết kế các cái loại cây loại hoa cho anh trong nhà với cả ngoài ban công. Thì em đưa một số các cái gợi ý và đưa cái hình ảnh cụ thể của các cái cây để cho anh xem ban công ấy thì hôm trước anh đã mua cây uh, cúc tần rồi này, cúc tần ấn độ với cả cây sử quân tử rồi. Như vậy là là đã giải quyết được một số cái rồi. Còn mấy cái ban công nữa ấy, thì theo em như này, cây hoa giấy mà đặc biệt là cây hoa giấy ta là vẫn là phù hợp nhất. Thứ nhất là hoa giấy nó rất không cần phải chăm sóc. Càng không chăm sóc nhiều càng khô càng ngắt nước thì nó lại càng hoa nhiều. Hai nữa là hoa giấy ta là nó là cái cây mà dâm cành nên là cái cây nó rất là bền Còn hoa giấy thái thì nó cũng có 4, 5, 6 màu sắc trên cùng một cây Nhưng mà để một cái cây mà có nhiều màu như thế thì cái giá thành của nó cũng cao là cái thứ nhất Hai nữa là cái cây ghép nên là nó cũng không thể nào bằng cái cây thuần mà nhân giống bằng cành được Nữa nữa là hoa giấy Việt Nam thì nói gì thì nói là nó vẫn chịu khí hậu của Việt Nam tốt mùa đông một số loại nó vẫn có hoa bình thường và và vẫn rất là ưu điểm thì em gợi ý cho anh là em chọn cho anh một loạt năm sáu cái loại màu hoa giấy anh trồng vào thành một dãy hoặc một gốc trồng sai sen kẽ với nhau thì nó cũng ra các màu hoa rất là đẹp đấy là ban công nha anh nhá còn trong nhà ấy thì em hôm trước em có trình bày qua với anh rồi là sẽ có phương án là có một là cây cây cau lụa. Cây cau lụa với cây cau đẻ là khác nhau anh nhé Trông nó gần gần giống nhau như thôi nhưng mà cái lá phân biệt bọn em phân biệt bằng cái lá. Cau lụa thì nó sẽ phù hợp trồng trong nhà. À, không phải là không cần ánh nắng. Còn nếu mà cau đẻ thì phải là hiên hoặc là phải chỗ nào đấy có nắng hoặc là sân vườn chứ còn nếu mà để miết trong nhà không thì cái cây cau đẻ nó không phù hợp. Với hai nữa là đấy khi anh nhìn một cái cây cau lụa với cây cau đẻ thì cây cau lụa trông nó tinh xảo hơn, đẹp hơn chứ nó không thô thô như cái cây cau đẻ. Đấy là về cau nhá. Đây hình ảnh thì em có gửi anh này, cả cây cau lụa và cây cau đẻ. Anh ơi, nhưng mà mua thì nhớ là không mua nhầm nhá. Nếu mà đã xác định là trồng trong nhà thì lên mua cây cau lụa. Tất nhiên là giá của cây cau lụa nó sẽ đắt hơn cây cau đẻ một chút, nhưng mà tiền học của nấy thôi anh ạ. Tiếp Đến là em tư vấn cho anh là để có màu xanh và cây có thể trồng được trong nhà thì anh trồng cho em cái cây vạn liên thanh cột. Đấy, đây là hình ảnh của một số cái cây vạn liên thanh cột để anh nhìn thấy hình ảnh thực tế. Nếu mà anh lấy thì em sẽ lấy cho anh những cái cây như thế. Tiếp đến là em cực kỳ đề nghị anh mua một vài cái chậu cây vạn liên thanh chạo treo ấy. Nó có hai loại nha nhá. Một loại là lá vàng đấy như anh nhìn thấy đấy. Và một loại là lá xanh cái cây này ấy, nó rất là đẹp thứ nhất là nó cũng rẻ thứ hai nữa là nó xanh quanh năm trồng trong nhà một trăm phần trăm được kể cả anh cho vào trong buồng tắm là cái chỗ nơi mà thiếu ánh sáng nhất nó vẫn sống rất là bình thường nữa nữa là có thể ngắt cái cành này xong anh cho nó vào một cái số cái cốc ấy. cái cốc cái lọ thủy tinh ấy, để trồng thủy sinh để một vài chậu trong buồng tắm cực kỳ đẹp luôn hoặc không nữa là mình có các cái dàn mình treo nó lên xong rồi cái cây này xong rồi nó rủ xuống rất là đẹp Đấy là một dòng nữa Hoặc là dòng kim tiền ý, hôm qua em quên nhưng cũng không giới thiệu với anh Cái cây đấy cũng để trong nhà được Nữa nữa là có cái cây hạnh phúc nha anh nhá Có hai cái loại hạnh phúc đấy, một cây to, một cây nhỏ đấy thì em cũng liệt kê ra đây cho anh Hôm qua anh có bảo là anh thích hai cây lan quân tử đúng không? Đấy em chọn cho anh hai cây lan quân tử đấy với nữa là có cả cái cây bàng đại bàng Singapore anh ạ. Cái lá của nó to, cái loại này uh, có thể trồng trong nhà được. Đấy em gửi qua một số loại đấy thì anh cân nhắc. Còn đâu em sẽ gửi cái báo giá chi tiết cụ thể uh, số lượng loại cây nào với giá như nào cho anh nhá. Em cảm ơn anh nhá.